khắc phục vấn đề giám sát từ xa. Những vùng khó kéo đường điện như vuông tôm, nhà xưởng, trang trại, cửa hàng, bãi giữ xe. Camera ngoài trời DA6 của Dorscom sử dụng SIM 4G để kết nối mạng và truyền tải dữ liệu không cần kết nối Wi-Fi. Chế độ quay video sắc nét, chất lượng hình ảnh Full HD 2K hỗ trợ thẻ nhớ 128G. Với chế độ quay đêm không phát ra mắt đỏ hồng ngoại phù hợp giám sát. Với khả năng chống nước IP66 bất chấp mọi loại cản trở từ thời tiết. Chức năng đàm thoại 2 chiều giúp người sử dụng dễ dàng giao tiếp. Thời lượng pin sử dụng vượt trội xem online lên đến 2 tháng và quay liên tục 30 giờ đồng hồ. Chế độ phát hiện chuyển động thông minh phát hiện chuyển động và gửi hình ảnh video báo cáo vào ứng dụng của người dùng.